Hello, xin chào các bạn. Kênh của mình thì đa phần đều là những người đã tìm hiểu dùng nước hoa được một thời gian, và kể cả những người mới. Bây giờ có một bài toán, đó là các bạn được những người thân quen, những người đồng nghiệp, những người bạn thân tin tưởng chiếc mũi của bạn, tin tưởng trải nghiệm của bạn, và người ta nhờ bạn tư vấn một chai nước hoa với cái phong cách là suit up, thường xuyên phải tiếp xúc với những đồng nghiệp, khách hàng ở lĩnh vực business và tư vấn cho các doanh nghiệp. Tóm lại là với một cái outfit thường xuyên là phải suit up, ăn mặc lịch sự, rất là chỉn chu, cũng như là độ tuổi phải 25 cho đến 27 tuổi. Các bạn nhờ tư vấn là tìm mùi hương phù hợp nhưng mà vẫn giữ được sự trẻ trung, nhưng mà với một cái mùi hương nó không quá ố dề, nó không quá gây thu hút, và phù hợp với cái tính cách đó là hơi hướng nội, trưởng thành một tí. Thì các bạn sẽ nghĩ tới chai nước hoa nào đầu tiên? 3 giây để các bạn có thể bình luận những cái lựa chọn nảy ra trong đầu các bạn ở phía dưới. Có ông nào đang nghĩ tới YSL Lanvin de Nôm không? Con đấy thì bán quả hơi kém nhở. Có ông nào đang nghĩ tới Paranôm không? Có, tôi cũng sẽ nghĩ tới Paranôm. Nhưng mà Paranôm thì có vẻ hơi an toàn quá. Còn nếu như ông nào đang nghĩ tới Dior Homme Intense, hay là cả Line Dior, hay là một vài mùi Iris khác, hay là Sartorial của Penhaligon, thì liệu nó có phù hợp với những anh chàng có xu hướng hướng nội không? Cá nhân mình thì mình nghĩ rằng không. Và nếu như mình là người được trả lời câu hỏi này, thì mình sẽ recommend một trong những mùi hương mà mình đang thử trong thời gian gần đây và mình khá ưng ý về nó, đó là Tapis Volant của nhà Lillekai. Lillekuis Và đây là một trong những mùi hương mà mình rất recommend cho các bạn nào đang có cái xu hướng như câu hỏi vừa đặt ra ở trên. Còn lý do vì sao thì xin phép được bắt đầu video này nhé. Đầu tiên thì Tapis Volant dịch ra cho tiếng Pháp là thảm bay. Nhưng mà khi mà mình trải nghiệm mùi hương này thì mình cũng chưa hiểu vì sao người ta đặt tên như vậy. Có thể là cái mùi hương nó làm khá là mỏng, sạch sẽ và khá là bay bổng nên là người ta đặt tên là thảm bay. Còn lý do vì sao thì rất là mong các bạn có thể chia sẻ cho mình biết thêm ở phía dưới. Các bạn có thể nhìn thấy đó là thiết kế thì nó khá là giống với những cái chai của nhà Lillekai. Đây. Đó. Rất hay. Thực ra thì cái điểm nhấn của chai nước hoa này đó chính là về phần cái nắp của nó. Và cái nắp ở đây thì khá là nặng. Còn cái phần chai thì các bạn có thể nhìn thấy nó có những cái ký hiệu riêng cũng như là tên của chai nước hoa đằng trước. Cái tên này thì hơi khó nhìn. Và cái phần dui thì hoàn toàn là màu trắng. Vậy thì cái phần vòi xịt của em nó thì khá ổn. Đây. Đó. Nó không quá là to nhưng mà cái độ phun của nó thì khá là mịn nên các bạn hoàn toàn có thể sử dụng mà không lo cái vấn đề là xịt lên những cái áo sơ mi màu trắng liệu nó có bị ố không. Thì đấy, dui của nó nhìn là biết đúng không? Mùi hương này thì mình đã mặc đâu đó khoảng tầm cách đây nửa tiếng ở trên da. Thì khi mà mình vừa mới xịt cái mùi hương này ra thì mình nhận ngay thấy một cái hiệu ứng, đó là tươi và sáng rất rõ rệt. Và lúc đầu ấy thì mình ngửi mình bảo cũng là hoa tím đấy, nhưng mà tại sao ở đây làm lạ đến như vậy. Và mùi hương này khi mà vừa mới chạm ra mình và mình đưa lên mũi để tận hưởng hít hà ngay thì mình nhận thấy nó giống hệt cái cảm giác khi mà mình bóc những cái bánh xà bông hoa hoa trắng, ví dụ như kiểu camay, ví dụ như kiểu Lifebuoy ra, thì cái mùi hương của cái gọi là cái bìa cắt tông ấy, cái hộp mà để đựng những cái bánh xà bông đó, với lại cùng với cái nét rất là sạch sẽ swappy đến từ cả hoa trắng lẫn hoa tím ở trong này, nó làm cho mình khá là thích mũi và kiểu wow. Nhưng mà thực sự thì cái top note này tôi nghĩ rằng là sẽ không có quá nhiều người số đông thích được em nó. Nhưng mà ngay khi mà vừa mới xịt ra thì cái hiệu ứng tươi sáng và cái cảm giác rất là sạch sẽ swappy nó đã tạo nên cho một cái thiện cảm cực kỳ lớn. Và khi mà mùi hương này tiếp xúc với da và nhiệt độ kéo dài thì bắt đầu có những cái sự biến chuyển, cái cảm giác hơi kiểu giấy mùi bìa cắt tông nó sẽ trôi qua. Kết hợp cùng với đó thì các bạn nhận thấy một cái nét phấn cùng với cái cảm giác swappy lên cực kỳ rõ, mix cùng với một cái tông mùi hoa trắng ngọt nhẹ. Ui, phải nói rằng là mùi hương của nó quá là wow so với những cái gì mà mình đã
tưởng tượng về một tông mùi hoa trắng khi mà mình xem nốt hương của Tapis Volant. Và em này ấy, ngoài cái cảm giác Shopee làm rất là sáng sạch sẽ ra thì nó ở đây còn được sử dụng thêm một chút tiêu. Nó tạo ra một cái cảm giác the the và cái sự nam tính khi mà những cái nốt hương hoa tím ở trong nước hoa, những cái con mà mình vừa liệt kê ở phần đầu mà cũng có thể các bạn đã bình luận ở dưới phần comment, thì như Dior Homme Intense thì nó lại có xu hướng quá tối, hay La Nuit de Nôme thì ngay cái chính cái mùi hương của La Nuit de Nôme nó cũng nói lên đó là một cái mùi dành cho những người nam giới vào buổi tối, những người đàn ông vào buổi đêm. Còn với Prada Nôme thì nó lại có xu hướng hơi phấn quá, nhưng mà ở Tapis Volant thì vừa sạch sẽ vừa chỉn chu nhưng vẫn giữ được nét nam tính nhờ cái nét tiêu. Đây là một cái điểm mà mình cộng cực kỳ cao cho Tapis Volant. Và 5 đến 6 ngày đổ lại đây tôi liên tục xịt em nó vào buổi sáng. Và mỗi lần tôi xịt thì tôi cứ như kiểu là vừa mới tắm xong vào một ngày trời nắng, xong rồi tôi tắm nước nóng, khi mà tôi bước ra thì thân nhiệt của tôi tỏa ra một cái làn khói, cũng như là cái mùi hương ở trên da của tôi là mùi bánh xà phòng bông, có một chút hoa ngọt nhẹ kết hợp cùng với một độ ẩm phập phồng giữ cho cái mùi hương đó ở trên da. Và lúc này thì tôi kiểu cảm giác rất là tươi vui, rất là fresh, rất là yêu đời, như kiểu là cột rửa tất cả những cái gì bụi trần ở ngoài kia. Và mùi hương này nó tạo cho tôi một cái cảm giác cực kỳ là sạch sẽ theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Và đơn giản là đây là thứ tôi cần mà tôi có thể mặc được nó hàng ngày. Và nếu như bạn hỏi mình rằng là mùi hương này nó sẽ phù hợp với cái phong cách như thế nào, thì mình nghĩ rằng là đó chắc chắn sẽ là những anh chàng rất là trẻ trung, 25 đến 27 tuổi. Anh ta có một phần đó là hơi nhạy cảm với những mùi hương. Thế nên những cái mùi mà anh ta lựa chọn sẽ là những cái tông mùi có cái độ tỏa hương rất là nhẹ và theo cái thiên hướng Shopee sạch sẽ. Và một cái nữa đó là vì cái mùi hương này nó tạo nên cho mình một cái cảm giác nó rất là chỉn chu và hoàn hảo từng tí một. Cảm giác như anh chàng ở đây sẽ là những anh chàng rất là chỉn chu, mái tóc vuốt gọi là gọn gàng, không có một chút tóc chìa. Những cái chiếc sơ mi anh ấy mặc thì cũng là những cái chiếc sơ mi được lựa chọn với những cái chất lụa rất là dễ chịu, mát mẻ, và bộ sút ở ngoài thì vừa vặn và cảm giác rằng là không thừa một chút nào. Đó là những bộ may đo theo fit theo cái cơ thể người. Và anh chàng ở đây thì cũng có thiên hướng kiểu tạo ra một cái vai kiểu công tử, à không, một thiếu gia. Nhưng mà thế đây không phải là một thiếu gia theo cái hướng là tiêu tiền gia đình rồi thu hút rồi tạo cái sự chú ý, mà anh chàng ở đây lại có cái xu hướng kiểu ít nói, hướng nội nhiều hơn. Và nếu như bạn là một người tinh tế, bạn để ý vào những cái tiểu tiết, những cái nhỏ nhặt của anh ta thì mới thấy rằng là anh ta là một người rất chỉn chu, kể cả những cái sợi vải rồi những cái đường chỉ thừa cũng không bao giờ xuất hiện ở trên người anh đi. Cảm giác như kiểu đúng kiểu soái ca ở trong những cái bộ phim ngôn tình xuất hiện ra mà sẽ không bao giờ nhân vật nữ chính hướng tới được, với tới được. Thì đây là một trong những cái mùi mà tạo ra cho mình cái cảm giác như thế, rất là sạch sẽ, rất là chỉn chu, và cảm giác nó là kiểu mức thang điểm để chấm mọi mùi hương khác vậy. Em ơi, thề tôi thích mùi này dã man luôn ý. Không hiểu sao mà tôi lại thích được nó. Hay là đợt này tôi may nhiều sút nên là chắc là tôi thấy mùi hương này phù hợp. Và mùi hương ông Kiên Khen thì chắc chắn cũng sẽ có nhiều cái vấn đề mà ông Kiên sẽ nói tới ở phần cuối video. Vâng, đó chính là về hiệu năng. Mùi hương này lưu ở trên da mình đâu đó khoảng tầm 8 giờ hoàn toàn thừa sức. Nếu mà các bạn xịt vào buổi sáng, kể cả các bạn xịt vào áo hay là vào da, thì đến cuối ngày khi các bạn cởi những cái chiếc áo sơ mi đó ra, ở cái phần cổ tay của các bạn vẫn sẽ ngửi thấy mùi hương. Và cái mùi hương này nó sẽ thỉnh thoảng các bạn hoạt động mạnh, cử động thì mới có thể ngửi thấy. Còn không, nó như kiểu một cái lớp màng bảo vệ cơ thể của bạn khỏi những cái mùi xung quanh. Và cái độ tỏa hương của em nó thì đúng thật là hơi kém thật. Ở trên da mình, mùi hương này ngay sau khoảng tầm nửa tiếng xịt thì nó đã thành một mùi skin scent rồi. Và nó gần như không tỏa, chỉ khi nào mình đưa sát lên như này mình mới có thể ngửi thấy. Thì đây cũng sẽ là mùi hương mà lúc đầu mình nói, đó là phù hợp với những anh chàng không quá ồn ào, thậm chí rằng là có phần hơi nhạy cảm với mùi hương thì nó sẽ phù hợp. Còn với những ông mà thích mùi hương nó phải tỏa ồ ạt, nó đi kiểu du chơi, vui chơi khắp mũi những người khác thì đây không phải là một lựa chọn như vậy. Nhưng có lẽ đối với mình đây là một trong những mùi phù hợp với cái gu của mình thời điểm hiện tại. Và nếu như những bạn nam nào đang có cái gu mùi như thế nhá,
thì các bạn hoàn toàn có thể tham khảo em nó. Lưu thì rất là tốt nhưng mà độ tỏa hương thì gần như là không có. Thực ra thì tỏa thêm một tí nữa thì tôi lại thấy nó mất đi concept của mùi hương này. Nhưng mà nếu như bạn trên da của bạn nó có tốt hơn thì các bạn cũng có thể chia sẻ cảm nhận ở bên dưới. Và năm 2023 đã gần trôi qua, phải nói rằng đây là một mùi hương rất phù hợp với office và mình rất là muốn giới thiệu tới các bạn. Và nếu như các bạn có cái style như mình vừa mới nói thì các bạn hoàn toàn có thể mua em nó để thử với một cái giá thành chắc là đâu đó 3-4 triệu. Nhưng mà đây là mùi hương rất đáng tiền nếu như bạn đã định hình rõ phong cách của mình, những cái mà các bạn cần ở một mùi hương, thì đây là một trong những con rất ok. Cảm giác như ở tay vừa mình tắm xà bông xong ấy. Rất là dễ chịu, sạch sẽ, sạch từng ly từng tí một luôn. Và nếu như các bạn đã từng thử qua em này thì rất là mong các bạn chia sẻ cảm nhận ở bên dưới. Và video đến đây được kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.